Reed. Cái đảo Bà Tám nó làm cái cầu băng qua một cái đảo khác đó, mình đi qua nhiều cái cầu giống như vậy á, để mà vô đảo Ga Lăng nha các bạn. Bây giờ hồi xưa đảo Ga Lăng không có phương tiện để đi vô đó, chỉ đi tàu thôi, bây giờ là đi đường xe luôn. Cái cầu dưới có nhiều island nhỏ nhỏ nữa kìa. Cái cầu này cầu treo ở Ga Lăng này là tới 17.000 hay 19.000 đảo ở nha các bạn. Ở Indonesia. Ồ, này ở Indonesia là có khoảng 17.000 hoặc 19.000 gì đó, mình không nhớ chính xác lắm. Ở đây là quần đảo không có đất liền, cái nước Indonesia không có đất liền, chỉ có quần, chỉ là đảo không thôi. Thủ đô của Indonesia là Jakarta. Bây giờ muốn đi qua bên đảo đó, bây giờ Ga Lăng đó là mình đi qua hình như là hai cái cầu, là tức là ba cái đảo đó nè. Bây giờ mình đi qua thêm cái cầu nữa nè các bạn.